Xin chào đón quý vị và các bạn. Hôm nay một bạn tên là X ở tại xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương. Anh mua được một cây khá đẹp và anh mang xuống tận xã An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình cho ban giám chiến sự hỗ trợ. Nhà có điều kiện, ô tô có sẵn. Rồi được. Và bây giờ thì từ trên ô tô chuyển xuống để tôi lát nữa tôi có thời gian tôi sửa cho anh. Rồi vừa vừa đùn vừa đỡ được mà. Được, vừa đỡ xe. Đẹp đấy, cây đẹp đấy. Rồi cứ để vào sân đi đến lát nữa. Từ Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương. Anh thấy ban giám chiến sự làm ở tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đây là xã An Đồng, tại vườn nhà bác Thấm Văn Thía, bác Thơ, bác Thấm. Thôi cứ để tạm đấy đi. Không, để nó mấy gạch luôn cho nó nhẹ. Đấy, cái này kê mấy gạch vào đấy. Lấy 3 bình gạch. Cái đấy là chậu hay đôn đấy chứ hả? 6-7 cái đôn. Còn đôn nó cao nhưng mình... Không, còn gạch cái chốc cái cao hơn. Đôn kia nó đôn mỏng, quá quạt. Đây là đều thế này. Đấy, cái cạnh cái chiếc lên trang luôn. Đây là tinh thần của những người yêu cây. Đó, cho cao lên. Cao lên khênh nó cũng nhẹ nhàng. Ở trên thì hai hàng thôi. Muốn đỡ đau lưng thì thêm hàng nữa. Thôi thế. Muốn khênh cũng không mà đỡ nổi như thế. Đấy mà khênh ta giúp cho cha. Dạ, 3 người. À, 4 người. Nhất là khênh ta giúp cha là trong khênh. Vừa đây. 23 vào, 23 vào. 23 vào. 23 vào. Cái này nó cho cái chọc này nó nặng. Nhưng mà được đấy. Cắt được tháng mới cắt mà. Đúng rồi. Nâng được chưa? Nâng thử xem nào. Đây là ngay được rồi. Dễ lắm.
ngoài không? Không. Với bên nước á? Có cái gì ngã lên chậu nhỉ? Có cái gì mà ngã lên chậu nhỉ? Không, tròn không được đâu, phải vuông. Tròn không lăn thôi. Khoảng. Nghe được rồi. Bạn tròn tôi bắt đầu khai phá. Khi mà chúng ta nâng lên khỏi mặt chậu để cho nó không bị trũng các bạn nhé, xong bắt đầu chúng ta thiết kế. Và nó nổi lên. Tôi đang hỗ trợ anh cái gì nhỉ? X à? Rồi, anh X là một trong những người rất có hữu ích cho xã hội. Anh chuyên phục vụ quần áo cho trẻ thơ. Phục vụ các tỉnh ở phía Bắc. Anh nhấc đầu đấy, nên thôi mình chống đúng quán đâu ạ. Hôm nay anh mang cây xuống tận xã An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cây này các bạn nhìn thấy khi mà ta nâng lên thì cái củ nó khá đẹp rồi. Khi nâng lên nó lên tiền là không đắt đâu, rẻ đấy. Nó chìm, của chìm bây giờ nó mới ra của nổi. Của chìm thì rồi chúng tôi ngoài kia nó nắng, chúng tôi chuyển vào đây. Và chúng tôi chuẩn bị hỗ trợ cho anh X, một người mà rất đam mê. Đây là hàng chất chậu các bạn nha, hàng chất chậu xịn đấy. Còn mấy cành giống như nào hả? Cũng như nhau. Mạnh à? Từ từ, rồi cứ để nguyên thế đi. Nếu như mà đẩy về đằng kia. Đấy, từ từ, đấy, nguyên thế nhá. Tôi đang thử. Vì cái đoạn này nó hơi dài các bạn nhé, nếu mà ta nuôi thì cái khẩu độ cái đoạn này nó rất là dài, nhưng mà ta có thể cắt đi để lấy ngọn lại để tính tiếp.
cái phần chúng tôi đang lọc đấy nó là cái nó hơi bị nơm một chút, hai nữa nó lồng khổng các bạn nhé. Trong nó còn cái dã ở dưới này, nó cõng được lần hồi tới hai cái màu của mình đã hai cái ấy màu rồi. Dạ. Rồi cháu cái
con này đã chấm. Này kêu mà đi vô tư rồi nha. Sáng mai kêu kêu. Đấy, đúng rồi. Khi mà tôi sẽ quay cho các bạn xem một vòng nhé. Đây, bây giờ các bạn thấy nó được được vào một cái chậu hình chữ nhật rồi. May quá bác lại có cái chậu để cho vừa. Rồi, à còn phải cắt cái này đi nữa. Cái này để cũng đẹp nhưng mà tuy nhiên thì ta chuyển ngọn đây cho nó ngắn thì ta phải cắt cho đi để cho cái mình cảm nhận là cái này không bị dài nữa. Đây, các bạn nhé, tôi sẽ cắt đi rồi. Tôi muốn quay cho các bạn một vòng. Để che cái này cho bụi nó khỏi vào. Nếu mà cái này nó thấp một tí thì đẹp, nhưng mà do cái này nó hơi bị cao nên ta cắt bớt cái chiều dài này đi. Lung này này nó cho con ra vào. Đâu thế sau này là cái tay ở dưới này là cái chỗ này, ở cái chỗ này lên đúng không? Cây đây thì nó ra đầu này khuất quạt bên này. À, này con là đi đuổi xuống à? Đây. Ở bên này. Mình đang đặt máy. Đấy, đây cậu đứng ngoài đây này. Hoặc ra ngắm đi, cứ ra ngoài ngắm đi. Xong bắt đầu vào giữ cho các bạn nhìn xem. Được không? Đây, vào giữ nha. Rồi, giữ bên này. Tới đây. Chờ tí. Bạn này là bạn X, mãi ở xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, cách đây mấy chục cây rồi. 25 cây. 25 cây số các bạn. Do tôi chưa có dịp lên nó được. Bạn này chỉ để móng ai. Mới mua để làm nóng luôn. Nóng ngay. Rồi bầu. Đây nhá, cái này nó chạy về đây. Bên này có một tí đĩa nhỏ đâu. Chạy về đây xong ra đây một phát nữa.
Rồi rồi, bỏ xuống đi. Cái ngọn này lấy từ chỗ này. Rồi, lấy cái mầm này. Hai cái mầm này đều được. Quay cho phận này một phần. Tôi quay một vòng các bạn xem nhé. Đây. Đấy, thấy chưa? Rồi sau này chúng ta phải nuôi mấy cái mầm ở đây để cho nó kéo méo chỗ này ra tí các bạn nhé. Mặt này cũng gấu nhá, ba mặt đều gấu. Rồi, tôi kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Và đây là tác phẩm này của đồng chí X ở tại xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương. Và tôi đang thực hiện tại xã An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cảm ơn các bạn.